Cường độ câu hài hậu Fishy xin kính chào toàn thể anh chị em, các chú các bác đam mê bộ môn câu cá. Thì ngày hôm nay cửa hàng sẽ giới thiệu cho toàn thể anh em xem một cái video clip bao gồm cần khúc và cần dây trong. Hôm nay em lên cần dây trong trước nhé. Thì nó cần dây trong thì anh em thấy rất là ủng hộ, được chất lượng rất là nhiều. Như ở đây thì toàn hàng của Shimano với cả Daiwa. Hàng Shimano với cả hàng Daiwa. Thì anh em nếu như mà quan tâm và thích có thể like và đăng ký kênh nhé. Anh em liên hệ mua hàng ở hai số điện thoại 0945629282, 0974170791. Nếu cần thì anh em có thể kết bạn Zalo để em có thể gửi cho anh em những hình ảnh với cả video rõ nét nhất của từng cây một. Đó. Thì em sẽ lên cây số 1. Đấy, cây số 1 nhé. Làm cây Daiwa dây trong cứng 50 dài 3,5 m này. Đó, anh em có thể thấy này, 50 này, 3,5 m này. Daiwa in ở đen HZ này. Độ cứng 50 dài 3,5 m, Made in Japan này. Thì cây này nó có sức sát nha anh em nhé, sức sát nhưng mà nó cũng không nhiều đâu. Ở cái chỗ phần này ấy, thì nó bẩn, anh em có thể về đánh đi, đánh rửa đi. Cái này là hầu như là đều là phần đấy, đây là phần băng keo pad của Daiwa sản xuất nha anh em nhé, pad của gió hãng Daiwa sản xuất. Đây là bên trong của nó. Ano. Thì những cái cây như thế này ấy, thì anh em có thể về mua khoen để lên khoen nhé. Đường kính đọt là 2,5 mm. Cây này có mã số 1. 01. Giá 700k. Trăm nghìn nha anh em nhé, 100.000. Đó, tiếp tục với ở cây số 2 là một cái cần của hãng Shimano. Đấy, Shimano này, Shimano Hodo Piston phát đời mới nha anh em nhé, phát đời mới nhé. Cây này còn khá là mới nhé, đạt tầm khoảng 93%. Đây là phần mút phát Fuji này, Fuji đánh kem Shimano. Độ cứng 50, dài 3,6 m, Daiwa C-Swing, Made in Korea này, cốt nâu này. Nó là cần của hãng Shimano nhưng đặt vào máy tại Hàn Quốc sản xuất nha anh em nhé, chứ không phải là hàng do ấy sản xuất nhé. Tổng số nóng tất cả là 3 nóng. Cây này thì anh em có thể về lên khoen để đánh. Đường kính đọt của nó là 3 mm nha anh em nhé, 3 mm, còn nguyên ấy này. Đó, còn rất là mới đẹp, anh em có thể về nên khoen để câu. Cây này khá là nhẹ. Mã số 2 cũng 750k luôn, 750k. Cái này cũng như thế luôn, cũng 750.000 luôn anh em nhé, cũng y xì như cây kia. Đấy, nhưng mà đồ nó còn là chiều dài của nó là 3 m, độ cứng 50, đây Shimano C-Swing, Made in Korea, mã cốt này, cũng dòng in and nâng luôn nha anh em nhé. Đó, độ cứng 50 luôn. Đường kính đọt của nó là 2,8 mm. Đó, còn rất mới, cái này mới tầm 95%. Tay qua Shimano C-Swing. Cái này có mã số 3, cũng 750k luôn. Tiếp tục là một cây còn của hãng Daiwa. Đấy, cây này cây Daiwa thì rất mới nhá.
Daiwa HX này, in ấn lân, độ cứng 50, dài 3m1 của Taiwan sản xuất. Bát của Daiwa sản xuất luôn. Cây cần còn rất là đẹp nhé, mới tầm 97% mới tinh. Đó, anh em có thể về nên quen để đánh rất là hay. Mà này còn rẻ, đọt 28. Rất là đẹp nhé. HX mã số 4. Hãy ơn toán rồi ca. Anh em nhé 850.000 mã số 4. Thế mà cũng có một cây như thế, độ cứng 30, dài 3m rưỡi. Đó, cây này cũng y xì như cây kia, nhưng mà độ cứng khác và chiều dài khác, cũng mới 95%, đọt là 2.5, tính đọt 2.5. Thì đọt 2.5, giá 800k nha anh em nhé, 800k. Mã số 5. Cần do Đài Loan sản xuất nha anh em nhé, 800k Đài Loan. Đấy, tiếp tục một cây cần cũng có hãng Daiwa tiếp, được cứng 50, dài 3m rưỡi, 50 3m rưỡi này, mã cốt này, Make in Taiwan ROC này. Đó, nó cũng như kiểu nhà máy Daiwa của Việt Nam nha anh em nhé, sứ dẫn xích. Alo, xoay được nha anh em, tháo ra được này. Đó, đường kính đọt là 3.5. Đó, rất là mới tổng 95%. Mã số 6, giá 850k. Cho 50k anh em nhé. Tiếp tục một cái cần cũng mới tầm khoảng 95-93%. Cần cũng có hãng Daiwa anh em nhé, trắng ngọc trinh, được kính đọt 3.5. Kính đọt 3.5. Đây là có một cái chống sốc nha anh em nhé, chống sốc. Có những cái xước này, xước ở trên cần này. Đó, sử dẫn xích Daiwa Inonan HZ tem vàng này. Phát do Daiwa sản xuất nha anh em nhé. Đấy, phát do Daiwa sản xuất, một độ cứng 120, dài 3m rưỡi. Đấy, Make in Japan này. Make in Japan. Cái này có mã số 7, giá 1.000.000. Tiếp theo là một cái cần 3 khúc của hãng NFT. Cái này thì còn túi nha anh em nhé, nó có cái túi của nó nữa, mới tinh. Đấy, rất là đẹp NFT này, Order Piston này, Phát Fuji tem vàng này, xoắn này, siêu đẹp luôn. Được cứng 250, dài 2m7, xoắn toàn thân, khoen Fuji nha anh em nhé, khoen Fuji nòng xám.
Nước em pha rồi anh Chính ạ. Nước em pha rồi. Mã số 8 với 1,7 triệu. Chờ em bán lên nữa 2 cây nữa được. Đây là một cái cần của hãng Daiwa anh em nhá. Dòng này là dòng huyền thoại rồi. Không cần nói nhiều về dòng này nữa. Daiwa. Daiwa Kavanagh Carbon Kenzaki. Xoắn X toàn thân sợi Kavanagh. Sợi Kavanagh này, make up Kavanagh and Carbon Dancer by Daiwa. Tổng chiều dài là 2m7 này. Chiều dài gọn 1m41 này, hai nóng này. Cũng 50 dài 2m7 mới 95% nha anh em nhá, mới 95%. Khoen Fuji phản quang. Đó, khoen Fuji phản quang. Cái này có mã là 9. $1,900 nhé. Một cây cuối cùng, một cây cần có độ dài là 2m4. Cứng nó khoảng 150 nha anh em nhé. Cứng khoảng 50, xoắn hai da này. Dòng này như ở cần của Daiwa nó mất hết thông số rồi. Mất hết thông số, dài 2m4, khoen Fuji biển hết. Fuji biển hết. Đọt này họ sơn đi nha anh em nhé. Đọt này họ sơn đi cứng. Cứng lắm. Cái này có mã số 10. 5,3 triệu. Này anh em về có thể đánh đáy được nhá. 1,3 triệu. Đây tổng 5 cây nhá. Ôi tổng 10 cây nhá. Anh em có thể liên hệ mua hàng hai số điện thoại em để ở bên dưới phần mô tả nhá. Anh em kết bạn Zalo để em gửi hình chi tiết từng cây.